Xin chào mọi người, hiện tại thì bây giờ điện thoại Nokia C500 ấy, cái này là men mới 100% nha. Đây là men mới 100%. Loại men thì mình chưa có sửa nha. Nếu mà sửa rồi là mình sẽ không lắp ráp lên vỏ đâu. Men này thì mình không có dán tem nha, không có dán tem ở hai con ốc nên mọi người có thể tháo ra kiểm tra. Nếu mà sửa rồi là mình sẽ đền anh em 10 triệu nha. Ngoài ra thì con này hiện tại mình đang có pin zin thì mình gắn luôn vào máy cho mọi người ở đây. Men mới 100% nha, men mà sửa rồi đền anh em 10 triệu. Con này hiện tại mình có màu trắng này, màu đen này, màu xám. Tuy nhiên thì màu xám thì mình sẽ bán được nhiều hơn nha. Màu này mình sẽ bán được rất là nhiều hơn. Và màu vàng nữa, đó, có 4 màu nha. Hiện tại pin thì là pin zin nên xài khoảng tầm 2 ngày. Anh em chơi game thứ Java thì ngon luôn. Đó, anh em thấy không? Pin này là pin zin nha, pin zin cũ của nó. Hơi cũ một chút xíu thôi. Pin này thì mọi người nhìn thấy góc nào của nó cũng là phó phản quang hết. Đó, góc nào cũng vậy luôn, nhìn được hết nha. Đó, bên này bảo hành mọi người thời gian là 1 năm nhé. Đây là màn hình zin của máy này. Rất là đẹp luôn nha.